Các quy luật bất biến trên thị trường chứng khoán phần 2. 4. Người chiến thắng trên thị trường chứng khoán không phải là người đầu tư vào cổ phiếu tốt, mà là người tuân thủ các nguyên tắc đề ra. Mark Minervini và Jesse Livermore đều tự đề ra các nguyên tắc của riêng mình và họ tuân thủ triệt để các nguyên tắc mà họ đã đề ra. Đó là lý do tại sao họ rất thành công trên thị trường chứng khoán. 5. Xu hướng thị trường là yếu tố quyết định. Khi thị trường vào nhịp giảm, gần như các mã cổ phiếu đều giảm. Nhưng khi thị trường quay trở lại nhịp tăng, thì không phải các cổ phiếu đều tăng. Việc của bạn cần làm đó là chọn các mã cổ phiếu giảm ít hơn so với thị trường chung và hồi phục mạnh hơn khi thị trường chung hồi phục. Cuối cùng, người khổng lồ luôn để lại các dấu chân. Những nhà đầu tư lớn, quỹ đầu tư lớn thường bỏ ra cả triệu đến vài chục triệu đô để gom cổ phiếu mà mình muốn. Với số tiền lớn như vậy, họ phải gom cổ phiếu nhiều phiên liên tục với thanh khoản đột biến so với trước. Vậy nên, chiến lược tốt nhất của chúng ta là hãy đứng trên vai người khổng lồ. Hùng Anh, chứng khoán thực chiến.